Xin chào các bạn, mình hôm nay lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái bài lab 1 của môn Photoshop. Thì các bạn nhìn trên màn hình đấy nhá, cái bài này thì mình cũng đã giới thiệu, mình cũng đã làm đi làm lại mấy cái video rồi. Tuy nhiên mình có nhiều bạn có bảo là mình làm nhanh, thì mình sẽ lại làm lại một cái video ngắn để cho các bạn hiểu và các bạn làm. Đầu tiên chúng ta có một cái file này đúng không ạ, cái file này. Vậy thì để mà làm được thì chúng ta sẽ kích phải màn hình đây nhé. Các bạn thấy đây này, đây là cái file lớp background mà các bạn nhận được đúng không ạ? Đó, thì chúng ta chọn cái lớp background này, tôi kích phải màn hình, các bạn chọn chế độ gì vậy? Open with ạ. Rồi ạ, các bạn ấn vào Photoshop nhé. Rồi, vậy là cái màn hình của các bạn nó sẽ hiển thị ra như này. Tiếp tục, các bạn sẽ đưa những cái hình ảnh này vào bằng cách là kích phải màn hình, ta chọn Open with, hoặc là các bạn có thể ấn bằng Ctrl O đúng không ạ? Rồi, vậy thì các bạn có cái hình này, các bạn nhấn Ctrl A này, Ctrl C, sang đây ta lại Ctrl V đúng không ạ? Vậy các bạn có cái hình như này, các bạn ấn phím Z nhé, ấn phím Z để zoom to này, ấn phím Z để zoom to này, và đưa cái, nhấn phím V đưa cái hình vào đúng vị trí này đúng không ạ? Tiếp tục các bạn này vào Edit, các bạn ấn Ctrl T đúng không ạ? Ctrl T để thu nhỏ. Thì cái quá trình thu nhỏ ấy, các bạn ấn vào cái góc này này, ấn vào các cái góc này nhé, ấn vào các cái góc này để kéo cái con chuột nó vào. Đó, thì các bạn sẽ được cái này. Vậy thì mình lại Enter này. Rồi, các bạn để ý này, chúng ta đã được cái bức tranh này, tuy nhiên nó chưa được đẹp lắm đúng không ạ? Nếu muốn nó đẹp ấy, các bạn nhấn Ctrl T này và nhấn nút Ctrl vào cái góc này, sẽ đưa cái con chuột vào đây. Thế là các bạn điều chỉnh nó. Tương tự như thế, chúng ta có cái hình này. Mình lại bấm vào đây ạ, mình kích phải màn hình, ta chọn Open with, ta bấm vào Photoshop này, à, Ctrl A nha, Ctrl C này. Sang đây mình lại Ctrl V ạ. Bây giờ cái hình nó lại to đúng không các bạn? Thì mình nhấn Ctrl đóng ở ngoặc vuông nữa. Xin lỗi, nhấn Ctrl đóng, mình nhấn Ctrl nhé, cộng với lại phím cộng, phím trừ để làm sao nhỉ, thu phóng to thu nhỏ cái màn hình. Và bây giờ mình lại dùng Edit Ctrl T này, thu nhỏ cái này lại. Rồi mình lại thu nhỏ cái này lại. Đó. Và trong cái quá trình mình thu nhỏ lại, mình nhấn Ctrl cộng để cho nó phóng to cái màn hình lên nhá. Và bây giờ mình nhấn phím Ctrl bấm vào cái, đưa con chuột vào cái góc này này. Đó, đưa con chuột vào góc này. Sau đó các bạn nhấn Enter nhé. Xong các bạn nhấn Enter này, là nó đồng ý cái lệnh đó, tiếp tục cái hình này. Bây giờ mình lại sao nhỉ? Kích phải màn hình, ta chọn Open with, ta chọn Photoshop, Ctrl A, Ctrl C, bấm vào đây Ctrl V. Rồi mình tắt mấy cái file này cho nó nhẹ máy nhá. Rồi. Rồi, cái hình nó đang to, mình nhấn Ctrl trừ để cho cái màn hình nó nhỏ lại, và bây giờ mình lại nhấn Ctrl T thu nhỏ này nhá. Vậy thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại các phương pháp ấy thôi ạ. Là chúng ta có thể làm sao nhỉ? Chúng ta có thể làm được cái bài rồi đúng không các bạn? Đây, mình lại nhấn Ctrl vào cái cạnh. Cái nút Ctrl ấy nó cho phép các bạn điều chỉnh các cái cạnh tùy ý nhé. Các bạn chỉ cần giữ Ctrl thôi ạ. Các bạn muốn di chuyển được cái màn hình nó sang như này này, nó sang như này này, thì các bạn nhấn phím cách trên bàn phím nhé. Nhấn phím cách trên bàn phím, nhấn cái phím Space. Rồi chúng ta lại kích phải màn hình, ta chọn Open with, Ctrl A này. Rồi ta lại Ctrl V vào đây. Bây giờ mình lại làm sao nhỉ? Ctrl T thu nhỏ lại, đúng không ạ? Thu nhỏ lại. Rồi ạ. Bây giờ mình lại nhấn gì? Nhấn nút Ctrl để điều chỉnh cái cạnh này. Đó, các bạn lại điều chỉnh cạnh này. Rồi nhấn Enter. Tiếp tục là chúng ta lại sao cái với cái hình này, mình lại kích phải vào màn hình, ta chọn gì? Photoshop ạ. Ctrl A, Ctrl C. Sang đây ta lại Ctrl V. Rồi ta lại thu nhỏ nó lại. Và mình lại nhấn Ctrl nha, mình lại nhấn Ctrl để giữ điều chỉnh các cái hướng này. Đấy, các bạn làm cái bài này như này rất là nhanh thôi đúng không ạ? Tương tự như thế, cái này chỉ mất công một tí thôi. Rồi cái hình này chẳng hạn, chúng ta lại làm sao nhỉ? Làm tương tự, Ctrl A này, Ctrl C này, bấm vào đây ta lại Ctrl V đúng không ạ? Và bây giờ mình lại nhấn Ctrl T này, thu nhỏ nó lại, thu nhỏ nó lại. Và bây giờ mình nhấn nút Ctrl vào đây, bấm vào cái cạnh này mình điều chỉnh Enter, sau đó các bạn nhấn Enter. Tương tự như thế, cái hình này, hoặc là các bạn có thể cầm này nhé, kéo thẳng vào đây này, kéo thẳng vào tháo này, này. Đó. Với điều kiện là các bạn phải dùng cái gì nhỉ? Điều kiện là các bạn phải dùng cái Win 10 nhé.
Nếu mà các bạn dùng cái Win 11 thì các bạn không kéo thả được đâu. Ví dụ mình cầm này, mình kéo thẳng vào đây này. Đó. Mình cầm mình kéo thẳng vào này. Cái hình to này mình để vào cái màn hình desktop cho nó đẹp. Đó, mình để đây, desktop này. Rồi. Đó. Mình để này cho nó đẹp. Enter. Rồi ạ. Mình nhấn cái phím cách thì mình di chuyển cái màn hình nha. Tương tự thế, cái hình này mình kéo nó vào đây ạ. Kéo thẳng nó vào đây. Rồi. Ctrl T chúng ta thu nhỏ lại và đưa nhấn Ctrl vào cái cạnh này. Đó. Nhấn Ctrl chúng ta có thể tùy chỉnh cái cạnh này nhá. Enter. Rồi. Vậy là sao nhỉ? Vậy là các bạn đã xong một cái file gì? Bài 1 của lab. Lab 1 đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ lưu file bằng cách là chúng ta vào file, chúng ta chọn shape. Bây giờ thì mình sẽ để tạo ngoài desktop là bài lab 1 đúng không ạ? Bài 1 này. Rồi. Đó, mình sẽ ghi là bài 1 đúng không ạ? Bài lab 1 Photoshop Apple. Rồi. Các bạn sẽ lưu như này nhá, các bạn sẽ lưu như này. Rồi các bạn tốt nhất là các bạn ghi tên của các bạn vào. Rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái file thiết kế này. Tắt cái file này cho nó nhẹ máy này cho máy nó đỡ nóng. Rồi. Sau đó các bạn có thể lưu thêm một cái file nữa là nó là file JPG. Thì chúng ta vào file, chúng ta các bạn chọn Shape S. Các bạn chọn Shape S, sau đó thì các bạn làm sao nhỉ? Chọn đường dẫn cho nó, các bạn bấm này này. Đường dẫn cho nó. Và chọn đuôi file JPG nhé. File JPG này. Rồi nhấn Shape này. Và nhớ là làm sao nhỉ? Các bạn để quality 12 nhé. Maximum luôn, ok. Vậy là các bạn đã có một cái bản thiết kế rồi. Bây giờ mình xem lại cái file đó nào. Mình tắt đi nè. Bây giờ mình mở cái file, mở cái file mà mình vừa làm đó nhé. Nào, bây giờ mình xem thành phẩm lab 1 này, bài 1 này nhá. Các bạn thấy đây. Rồi, vậy thì đây là cái bài mà chúng ta vừa mới làm. Thì cái bài này thì mình có record lại và mình sẽ up lên YouTube này nhá. Mình sẽ up lên đây. Thì các bạn đang học môn Photoshop ấy, thì có thể vào cái phần danh sách này này. Sau đó các bạn di chuyển cái con chuột này, di chuyển lại đến đây. Thì các bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài lab của môn Photoshop trường cao đẳng FPT, nó sẽ nằm ở đây. Nếu mà các bạn muốn xem các cái đề thi, xem các tham khảo các cái đề thi, thì các bạn có thể làm sao nhỉ, cũng có thể tìm trong này. Ví dụ như Photoshop FPT này, các bạn nhìn chữ Photoshop FPT này. Nó sẽ có các cái đề thi trong này nhé, các cái đề thi mẫu, rồi các rất là nhiều các bài khác. Rồi, vậy thì video này thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Thì chúc các bạn làm việc hiệu quả và có cái điểm nó cao nhất. Thì hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.